Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Vòng tay nhân ái của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, phụ nữ ai cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc, nhưng có những ngã rẽ buộc họ phải sống một mình và đóng nhiều vai. Chị Phạm Thị Mùi, xóm Tân Một, xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình là một hoàn cảnh như thế. Mặc dù cuộc sống có nhiều khó khăn vất vả, nhưng chị luôn cố gắng nỗ lực hết mình để làm chỗ dựa cho các con. Hoàn cảnh của chị Mùi như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu ngay sau đây. Tôi thì nhà rất đông anh chị em mà có mấy sao ruộng thôi, cho nên là mà học thì học được có đến lớp 7, cho nên là bạn giới thiệu vào trong Nam để làm. Và trong đấy thì tôi xin đi làm thêu. Công việc thêu thì là cũng phù hợp với sức khỏe của tôi vì tôi hay ốm yếu. Khi tôi lập gia đình thì người chồng thì đi làm hồ, tôi thì đi làm công ty thêu. Thì cuộc sống thì nó cũng theo ngày trước là đồng lương nó còn đang thấp, mà làm hồ cũng vậy, làm hồ thì chỉ có trời nắng đi làm được, hái chỉ làm được đến 15, 16 ngày thôi. Nói chung là cuộc sống nó cũng hơi hạn hẹp. Ở nhà bố mẹ chồng, chồng thì ít tuổi hơn tôi, chồng người dân tộc, xong là chồng thì làm nói chung cũng không chịu khó làm gì hết, rồi đi chơi bời rồi. Chồng đi về rồi cứ ruộng rẫy mẹ con ấy. Thì ở trong đấy thì có một mình mà hai cháu thì nó ốm yếu ngày đấy, là lúc chồng biết đơn là toàn là cháu thứ hai, chưa được 9 tháng, còn cháu đầu là sắp vào lớp 1. Đấy, mình thì cũng mong là có một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc. Con cái có đầy đủ bố mẹ, mà vợ chồng là có cũng như mọi gia đình, nhưng mà chồng bảo là không còn tình cảm gì nữa, thôi đừng có níu kéo gì nữa. Năm 2013, sau khi ly hôn, cuộc sống của chị Mùi lúc đó như chiếc thuyền nan tròng trành dưới những con sóng dồn dập. Ở nơi đất khách quê người không nhà cửa, hai con còn nhỏ dại lại hay đau ốm, bản thân cũng bệnh tật, thu nhập bấp bênh, chị cũng chẳng biết tâm sự, chia sẻ cùng ai. Chỉ biết nuốt nỗi buồn vào trong mà cố gắng. Cũng vì vậy chị Mùi quyết định về quê sinh sống, bởi ở đó còn có những người thân, anh em làng xóm. Hoàn cảnh của Mùi thì vì điều kiện chồng bỏ nên đưa hai con đứa con về đây là từ còn nhỏ thì rất là vất vả, vì hoàn cảnh gia đình bố mẹ đẻ cũng không có điều kiện, đất cát cũng không có để cho con. Ba mẹ con về đây sinh sống hoàn cảnh quá khổ, cho nên là trong xóm ngoài làng ai cũng thương đến chị. Khi trở về quê, tài sản duy nhất của chị lúc ấy là hai đứa con nhỏ. Thấy hoàn cảnh đáng thương của mẹ con chị Mùi, hội phụ nữ xã đã mượn một ngôi nhà trống giúp chị Mùi có chỗ để ở. Đời nghèo, học ít, khi trở về quê chị cũng đã vất vả lam lũ, mượn đất cấy hai sào ruộng, lo cho hai con nhỏ. Ban đầu chị cũng vay mượn để nuôi con gà, con lợn, cải thiện cuộc sống. Nhưng bệnh dịch, giá cả lên xuống bấp bênh nên thu nhập của chị không có gì được cải thiện. Sức khỏe của chị Mùi cũng không được tốt, nay ốm mai đau, tháng nào cũng phải đi viện lấy thuốc. Trong khi đó, gánh nặng mưu sinh đè nặng lên đôi vai gầy yếu. Thường chị không làm được việc nặng, hội phụ nữ xã đã giới thiệu chị làm ở công ty giày da gần nhà để có thêm thu nhập nuôi các con ăn học. Tranh thủ chủ nhật nghỉ và tận dụng đất vườn để không, chị trồng thêm ít rau xanh, nuôi thêm con gà để cải thiện bữa ăn cho con và tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Những đứa trẻ con của chị Mùi cũng thấu hiểu hoàn cảnh, vì thế các em rất ngoan và thương mẹ. Tuyết Nhi đang học lớp 9, còn Phước An học lớp 4. Hàng ngày mẹ đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Hai chị em tự chở nhau đến trường rồi bảo ban nhau học, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa chờ mẹ đi làm về.
Con thì thiếu thốn tình cảm của bố, và con cảm thấy rất tủi thân và thấy mẹ rất khổ cực khi có một mình vất vả nuôi hai chị em. Mẹ cũng bệnh tật ốm đau, vì mẹ ốm yếu nên lúc đi làm mẹ cũng rất vất vả và để cố gắng theo kịp mọi người để có tiền để nuôi hai chị em con. Và con ở nhà con cũng cố gắng để chăm em, dọn dẹp nhà cửa về cho mẹ đỡ phải lo. Bố bỏ ba mẹ con từ lúc còn bé, từ năm nay từ ra đây là cũng được 9-10 năm rồi, nhưng bố chưa lần nào gọi điện để hỏi thăm nên con lắm lúc cùng không đây tủi thân và buồn ạ, rất giận ạ. Con vẫn rất thương bố, con mong bố sẽ có một lần ra thăm bọn con ạ. Hiện nay chỗ ở của ba mẹ con cũng bị xuống cấp, hơn nữa đây cũng chỉ là căn nhà đi mượn. Do đó, mong muốn lớn nhất của mẹ con chị Mùi đó là có được mảnh đất để rồi vay mượn thêm mọi người, xây dựng căn nhà, làm chỗ che mưa, che nắng. Trong thời gian tới thì Hội Phụ Nữ sẽ tiếp tục đồng hành cùng với hội viên phụ nữ khó khăn, đặc biệt như gia đình nhà chị Mùi. Thì với cái chương trình các đoàn thể thì chúng tôi cũng có cái ủy thác của Ngân hàng Chính sách để tiếp tục đề xuất các cái chương trình cho vay, giải quyết việc làm, hộ nghèo để tạo điều kiện cho gia đình xây những ngôi nhà mới khang trang để ở và sinh hoạt, đảm bảo cho mẹ con sinh sống. Xin chào ba mẹ con. Chị ơi, sức khỏe của mình dạo này như thế nào ạ? Chị thì hay bị đau ốm, chị bị đau dạ dày, với lại rối loạn tiền đình, rồi là bị hay bị tụt huyết áp nữa. Thì đang làm mình lại làm ngất lăn đồng ra nên là nói chung là chị yếu. Vậy thì sức khỏe mình như thế thì công việc hiện tại thì có đảm bảo cho hàng ngày mình đi làm được ổn định và hoàn thành công việc không chị? Công việc thì là chị cũng phải cố gắng để mà làm để vượt qua mọi khó khăn. Chị đang làm ở được phụ nữ xã giới thiệu cho được đi làm ở dưới rể ra thì lương thì không tăng ca thì cũng được hơn 4 triệu, mà nếu mà tăng ca đến 5:30-6 giờ thì được 5 triệu. Thì cái số tiền mà lương hàng tháng mình làm ấy thì là cũng tặng tiện lắm, thì cũng có tháng thì đủ trang trải, có tháng thì không, tại mình hay đau ốm, nhiều khi thì thuốc men cũng không dám mua, tại vì cũng không đủ trang trải được. Vậy khi chị đi làm ở công ty thì là công ty có chế độ nào đối với chị không ạ? Công ty ví dụ như thì chỉ có mỗi như Tết ấy là như hộ nghèo đấy, là năm vừa rồi là công ty bên công đoàn tỉnh về tặng cho mỗi một đấy hộ nghèo là được phần quà là 500. Hiện tại thì ở trong công ty giày da thì chị làm ở bộ phận nào ạ? Mình không có học thức gì hết cho nên cũng chỉ làm cái giống như thế là lao động là quét bin cái keo đấy, với cái phổ thông vậy thôi, chứ mình không học thức nên chỉ làm vậy thôi. Nên đồng lương của mình nó cũng thấp. Mình cũng lớn tuổi rồi cho nên là chỉ làm về phổ thông, chỉ có lớp trẻ thì là công ty mới tạo điều kiện để đào tạo, để đi học thêm. Với hoàn cảnh khó khăn như hiện tại thì chị có lo lắng gì về tương lai cho các cháu không ạ? Tôi cũng không được khỏe khoắn, nhanh nhẹn gì hết cho nên là tôi rất lo cái tương lai cho con, cuộc sống của con hiện tại lẫn sau này nữa. Vì không biết là mình thì ốm yếu vậy, không biết lo cho con được đến đâu thì cũng không biết được. Cho nên là tôi mong muốn là sức khỏe của mình khỏe mạnh để mà lo cho các con, với lại hiện tại trước mắt rồi còn sau này đây tương lai các cháu nó không vất vả khổ sở như bản thân mình nữa. Không có chỗ dựa về tinh thần, bố đã không có rồi, có mẹ để phận nào cho các cháu đỡ thiệt thòi. Nhi ơi, thì cô thấy thì cuộc sống của mấy mẹ con vất vả, thì con thấy mẹ như thế thì con có suy nghĩ gì không? Con thấy mẹ vất vả và khổ vậy thì con cố gắng học tập. Ở nhà thì mẹ đi làm đến 8-9 giờ mới về nên con thường chăm em và dạy em học bài và quét dọn nhà cửa để phụ giúp mẹ. Và con cũng đã cố gắng học tập để cho mẹ vui, cố gắng để không phụ lòng mẹ ạ.
Vậy trong kỳ thi sắp tới, cô thấy là kỳ thi là rất quan trọng, thì con đã chuẩn bị như thế nào cho kỳ thi này? Con đã phải cố gắng học tập và đã đi học thêm để có thêm để kiến thức để bước vào kỳ thi sắp tới ạ. Ở trường các thầy cô cũng đã biết hoàn cảnh của con và các cô cũng luôn động viên và giúp đỡ con trong học tập và động viên về tinh thần ạ. Đi học thêm thì các thầy cô cũng đã quan tâm và đã không thu học phí của con để con có thể đến trường học ạ. Vậy Phước Lan thì tình hình học tập của con như thế nào nhỉ? Dạ, cháu học bình thường mà cháu rất cố gắng để cho mẹ vui ạ. Ước mơ của con sau này như thế nào? Dạ, học tập tốt và học thật giỏi, có một công việc ổn định để giúp mẹ không còn vất vả và không còn khổ nữa. Vậy còn Nhi thì con có ước mơ gì không? Dạ, cháu rất thích học môn sinh nên cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ và mọi người ạ. Em xin chúc cho ba mẹ con chị luôn luôn mạnh khỏe và cháu thì đạt được ước mơ và cuộc sống của ba mẹ con sẽ ngày một tốt hơn. Quý vị và các bạn thân mến, để sẻ chia và tiếp thêm nghị lực cho mẹ con chị Mùi, hôm nay chương trình Vòng tay nhân ái thay mặt các nhà tài trợ xin được gửi tặng mẹ con chị Mùi món quà nhỏ. Hy vọng rằng tới đây sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái của các nhà tài trợ sẽ giúp mẹ con chị Mùi vượt qua những khó khăn và tiếp thêm nghị lực để cho các cháu Tuyết Nhi và Phúc An tiếp tục được tới trường và sẽ lo cho cuộc sống sau này được tốt đẹp hơn. Xin được gửi tặng gia đình chị món quà của chương trình. Dạ, em mẹ con em xin cảm ơn chương trình Vòng tay nhân ái và các nhà tài trợ, các cấp các ngành đã quan tâm mẹ con em xin cảm ơn. Cũng trong chương trình hôm nay thì Hội Phụ Nữ Xã cũng có món quà để gửi tặng đến gia đình chị Mùi. Hội Phụ Nữ Xã Khánh Lợi cũng có món quà chia sẻ tới gia đình chị và cũng chúc cho các cháu là luôn học tập tốt, vươn lên mọi hoàn cảnh khó khăn. Cháu cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm đến gia đình cháu ạ. Quý vị khán giả thân mến, quý vị và các bạn có thể gửi những tấm lòng hảo tâm của mình đến với mẹ con chị Mùi qua địa chỉ chị Phạm Thị Mùi, xóm Tân 1, xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, số điện thoại 0397 419 189. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả để giúp mẹ con chị Mùi vượt qua những khó khăn trước mắt và cuộc sống sau này. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình. Công ty Xổ số Kiến thiết Ninh Bình, khách sạn Hoàng Sơn Peace, Viettel Ninh Bình và công ty cổ phần dược phẩm Vũ Duyên. Chương trình xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.